Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, trường Mỹ hay bất cứ ngôi trường nào trên thế giới được tài trợ bởi chính phủ Mỹ thông qua các tổ chức phi chính phủ như OSET, Ngo, thực chất là CIA, thì ngoài học kinh tế tư bản còn có cả bài xích kinh tế sầu chủ nghĩa, còn có cả âm mưu chính trị chống phá sầu chủ nghĩa, chống cộng sản. Những khóa học bổng chính là đào tạo những điệp viên nhà nghề mà thôi. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết khai phóng hay chống cộng bài viết của Nguyễn Hà Linh từ giáo dục khai phóng đến kiến tạo thế hệ người Việt mới nực cười và chua chát một đất nước ngàn năm văn hiến một đất nước đậm đà bản sắc dân tộc truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường suốt chiều dài gần 5 ngàn năm dựng nước và giữ nước lại để cho những tên tạp chủng khai phóng khai phóng cái gì cơ chứ khai phóng là lật sử là quên đi xương máu ông cha ư khai phóng là xóa bỏ cội nguồn truyền thống dân tộc du nhập văn hóa hưởng thụ xô so bồ của tây long ư khỏi cần trường học khai phóng thì cũng biết dưới thời chế độ bán nước việt nam cộng hòa sài gòn cũng khai phóng đấy mọi thứ văn hóa tây long đề cao lối sống tự do buông thả văn hóa đồi trị đề cao giá trị chủ nghĩa anh hùng cá nhân những tiểu thuyết lâm ly bi đát của một tay tướng cướp giang hồ với cô tiểu thư thôn nữ một bạch hải đường với tu sĩ băng thanh hay một giang hồ thứ thiệt đại ca thay có hàng chục đàn em dưới trướng những ảnh hưởng lối sống tự do thác loạn mà người đương thời đến nay vẫn còn ám ảnh một xã hội tự do tây long do mỹ ngụy dựng lên mà gần nửa thế kỷ vẫn chưa gột rửa sạch giờ chúng lại khai phóng thêm lần nữa chăng kiến tạo thế hệ người việt nam mới ư cha ông chúng mang bom đạn trút lên đầu người việt nam vẫn không khuất phục được giờ chúng đào tạo những kẻ tẩy não để thay thế và tẩy chất cộng sản của người Việt Nam ư. Dùng tư tưởng tư bản chủ nghĩa dần thay thế con người xã hội chủ nghĩa trên đất nước Việt Nam ư. Khai phóng hay chống cộng. Đào tạo thế hệ người Việt Nam mới hay đào tạo những tên phản động bán nước. Thật là ngôn cuồng và ngọc mạc. Trường Mỹ hay trường tư bản đơn thuần thì họ dạy kiến thức kinh tế tư bản, hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa chứ không hẳn mang màu sắc chính trị bài xích sầu chủ nghĩa hay chống cộng sản trường Mỹ hay bất cứ ngôi trường nào trên thế giới được tài trợ bởi chính phủ Mỹ thông qua các tổ chức phi chính phủ như u Ngo thực chất là xe thì ngoài học kinh tế tư bản còn có cả bài xích kinh tế sồ chủ nghĩa còn có cả âm mưu chính trị chống phá sầu chủ nghĩa chống cộng sản những khóa học bổng chính là đào tạo những điệp viên nhà nghề mà thôi trường phun rai không ngoại lệ một phương pháp chống cộng sản trong lòng cộng sản một âm mưu thâm hiểm một bước đi táo tợn của giặc mà chúng ta không lường hết được